Đối với cái cấp này nhá, thì Nam thấy là có nhiều bác khách là đặt cái cấp kiểu dạng như thế này. Đây, đặt sát ở bên ngoài như này. Xin chào toàn thể các bác đang đón xem video của Nam. Hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ tới cô chú anh chị về một chủ đề là có nên làm bàn thờ nhị cấp hay không. Thì đối với những cái bộ bàn thờ thì có những bác khách thích những cái hàng mà một cấp, hàng hai cấp, nhưng hàng có hàng ba cấp. Thì khi nào sử dụng những cái hàng 1 cấp, 2 cấp và 3 cấp thì trong video này Nam sẽ chia sẻ với các bác. Thì trước tiên thì ở đây là một cái bộ mặt bàn thờ các bác nhá. Bộ mặt này là bộ mặt hàng nhị cấp, tức là hàng 2 cấp. Đây, cấp dưới, cấp trên đây. Đấy, mặt này, cấp này là cấp thứ 2, cấp này là cấp đầu. Đấy, thì đây người ta gọi là hàng nhị cấp. Đấy, còn hàng tam cấp thì nó còn phải có thêm một cái cấp nữa là hàng 3 cấp các bác nhá. Thì khi nào sử dụng bộ bàn thờ hàng nhị cấp thì chia sẻ với các bác như này. Đối với kích thước của cái mặt bàn thờ này thì có chiều dài, chiều rộng ở đây là 1m27 các bác nhìn giúp Nam, đúng không ạ? Đấy, thì khi nào dùng bộ nhị cấp như này thì đối với của bác khách này nhá, thì các bác phải hiểu là khi mà trên cái mặt bàn này các bác nhu cầu các bác đặt cái sản phẩm gì. Ví dụ Nam chia sẻ, đối với cái mặt này sử dụng cái cấp này là rộng 38 tới 39, thì bên Nam sẽ hỏi nhu cầu của bác khách thì bác ấy có sử dụng cái bộ ngai thờ. Đấy, ngai thờ thì đây, thì ngai thờ này thì các bác nhìn giúp Nam đây, nếu mà đo ở đây là rộng sẽ là 38. Đấy, các bác nhìn được đấy, rộng 38 thì sẽ để vừa vặn cái ngai thờ lên này, các bác không? Đấy, thì đây, ở đây là bác ấy không đặt đỉnh đồng, các bác ấy thiết kế đặt ngai thờ ở cấp thứ hai. Còn nếu bình thường nhá, nếu mà hàng 3 cấp thì các bác cứ lưu ý là cấp trên cùng để ngai hoặc để khám này, hoặc để khung ảnh này. Đấy, cấp thứ hai thì người ta có thể để đỉnh đồng các bác ạ, đỉnh đồng. Đấy, và cấp ở trên mặt bàn ở cấp đầu tiên thì người ta sẽ bày mâm ngũ quả và cũng như là bát hương hàng tam cấp các bác nhá. Đấy, thì đối với cái bộ sản phẩm này thì bây giờ là ngai thờ đặt ở cấp thứ hai này, còn cấp đầu tiên thì các bác sẽ bày mâm bồng ngũ quả, cũng như là khi mà thắp hương thì mình có thể bày mâm cơm lên đây, mâm cơm đặt lên bên trên này. Đấy, có một cái điểm này mà các bác cần lưu ý giúp Nam này, là đối với cái cấp này nhá, thì Nam thấy là có nhiều bác khách là đặt cái cấp kiểu dạng như thế này. Đây, đặt sát ở bên ngoài như này. Đây các bác ạ, đặt sát bên ngoài này để cái thừa cái diện tích bên này nhiều hơn. Tuy nhiên nhá, mỗi bê hẳn giúp con ra ngoài cả. Đấy, đặt sát như này thì khi đấy là ở bên dưới này nó không có cái độ tức là chịu chắc chắn các bác nhá, không có độ chắc chắn. Đây, tạo ra một khoảng trống như này. Khi nào thì các bác dùng cái cấp kiểu dạng như thế này, thì Nam xin chia sẻ với các bác là đối với những các bác khách hàng ấy, trường hợp mà khi mà các bác có nhu cầu đặt những cái sản phẩm, những cái đồ vật nhiều hơn lên phía mặt cấp đầu tiên trên bàn thờ, thì các bác ấy làm xong cái bộ bàn thờ rồi thì khi đấy không chỉnh sửa được nữa. Các bác muốn làm diện tích rộng ra thì các bác cơi nới thêm cái cấp này lên, tức là đặt thêm cái cấp. Nhưng mà cái cấp này thì người ta sẽ bắn vào cái tường. Ví dụ đây là một cái tường, bắn sát vào cái tường thì cái đấy là sẽ tạo cho cái bộ bàn thờ này để dịch cái bàn thờ ra ngoài, thì cái đấy là cái khoảng trống này nó sẽ là nhiều hơn. Tuy nhiên thì về cái độ chắc chắn thì chắc chắn một điều là nó sẽ không chắc chắn bằng khi mà mình đặt cái cấp này áp sát lên phía bên trên này. Đấy các bác nhá, đặt cái cấp này áp sát lên này thì bao giờ ở bên trong này bên Nam sẽ làm đặc luôn, thì bên trong này nó không rỗng và nó tạo cho cái bộ bàn thờ sẽ chắc chắn hơn. Có một cái điểm này mà các bác cần tránh về cái việc mà để thừa cái diện tích những cái phần mà mình không dùng đến. Ví dụ như của bác khách này nhá, thì trước đó bác ấy có nhu cầu đặt cái cấp độ khoảng 42-43 cơ các bác ạ. Đấy, cũng là số thước lô ban số đỏ. Tuy nhiên thì cái bộ ngai thờ của bác ấy chỉ độ khoảng 37-38, thì bên Nam lại tư vấn cho bác ấy, thì bác nếu mà nhu cầu của bác để ngai thờ thôi thì bác làm chiếc cấp cần vừa vậy thôi, vừa vặn thôi, đủ vừa thôi. Đấy, thì khi ở mặt dưới này thì các bác sẽ thừa diện tích ra, thì các bác có thể bày trí được nhiều đồ. Các bác lưu ý giúp Nam chỗ này nhá. Đấy, cái vấn đề này cũng rất là quan trọng khi các bác lựa chọn cái cấp của cái bộ bàn thờ các bác ạ. Thì đối với cái bộ sản phẩm này thì bên Nam là thiết kế cái bộ vua sập thờ cho bác ấy. Đây, cái chân của nó đây, thì đây thợ sơn bên Nam đang làm. Ở đây là quá trình làm lót đây các bác. Đây cái chân này, đấy, chân này chân 28 các bác ạ, hàng chân khủng luôn, chân to, chân chim 28. Đây, đục đây các bác nhìn này. Đây. Đấy. Đấy, hàng chân to như vậy các bạn.
Bà này là cao 1m17 nhá. Hàng cấp thứ hai thì cao 20 phân. Đấy thì đối với tùy từng sản phẩm nhá, các bác lưu ý giúp Nam. Nếu mà các bác cần cụ thể hơn thì có thể hình tư vấn miễn phí cụ thể cho các bác về những cái thiết kế, về cái làm sao cho nó phù hợp nhất với không gian phòng thờ gia đình mình. Cảm ơn các bác đã đón xem video của Nam ạ.